Trong nước, giá xăng dầu đồng loạt tăng ngày đầu năm mới năm 2023. Cập nhật vụ cháy casino ở Campuchia, chưa có thông tin người Việt gặp nạn. Ngất xỉu trong biển người đón năm mới tại phố đi bộ Nguyễn Huệ. Bất ngờ trước nguyên nhân vợ chồng giáo viên ở Bắc Ninh bị sát hại. Thi công sân bay Long Thành gây ô nhiễm bụi vượt hơn 18 lần cho phép. Bước đầu phần tin trong nước là những thông tin đáng chú ý sau đây. Mới đây, sau khi Việt Nam công bố tổng sản phẩm quốc nội GDP tăng 8,02% trong năm nay, hãng tin chuyên về tài chính Bloomberg đã nhận định nền kinh tế Việt Nam tăng trưởng với tốc độ nhanh nhất châu Á trong năm 2022. Cụ thể, chỉ số này đã tăng nhanh hơn mục tiêu tăng trưởng ban đầu của chính phủ là 6-6,5% và được hỗ trợ bởi mức tăng trưởng nhanh hơn dự kiến trong quý cuối năm. Theo Bloomberg, kết quả tốt hơn mong đợi trên đã giúp cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có thêm dấu hiệu để theo dõi trước khi quyết định điều chỉnh chính sách tiền tệ thay vì thắt chặt. Mặt khác, CNN gọi đây là tốc độ nhanh nhất kể từ năm 1997, trong khi BBC nhấn mạnh đây là mức tăng cao nhất trong giai đoạn từ năm 2011 đến năm 2022. Trước đó, Ngân hàng Phát triển Châu Á APD cũng đánh giá nền kinh tế Việt Nam đang vận hành tốt trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu có nhiều biến động. Ngay trước khi thời khắc bước sang năm mới năm 2023, Bộ Công Thương đã phát đi thông cáo về việc điều chỉnh giá xăng dầu trong bối cảnh từ 0 giờ ngày 1 tháng 1 năm 2023, mức thuế bảo vệ môi trường mới với xăng dầu mỡ nhờn sẽ được áp dụng. Cụ thể, xăng E5 RON 92 không cao hơn 21.020 đồng trên 1 lít, tăng 1.045 đồng trên 1 lít. Xăng RON 953 không cao hơn 21.807 đồng 1 lít, tăng 1.100 đồng 1 lít. Dầu diesel 0,05S không cao hơn 22.151 đồng trên 1 lít, tăng 550 đồng trên 1 lít. Dầu hỏa không cao hơn 22.166 đồng trên 1 lít, tăng 330 đồng trên 1 lít. Dầu mazut 180 CCST 3,5S không cao hơn 13.633 đồng trên 1 kg, tăng 770 đồng trên 1 kg so với giá hiện hành, và giá trên đã bao gồm thuế PVMT cũng như thuế giá trị gia tăng. Trong năm 2022, giá nhiên liệu đã trải qua 34 lần điều chỉnh, trong đó có 17 lần tăng, 16 lần giảm và 1 lần giữ nguyên. Hiện giá xăng dầu thành phẩm trên thị trường thế giới có xu hướng tăng trong 2 tuần qua. Điều này được dự báo sẽ đẩy giá xăng dầu trong nước tăng lên vào kỳ điều hành giá ngày 3 tháng 1. Liên quan đến vụ cháy casino kinh hoàng ở Campuchia mà trước đó có thông tin người Việt gặp nạn, nhà chức trách Campuchia và Thái Lan cho biết đã kết thúc hoạt động tìm kiếm các nạn nhân vào tối ngày 30 tháng 12. Theo đó, số nạn nhân thương vong ở casino Grand Diamond, tỉnh Ban Ti, Minh Chi, phía tây bắc Campuchia đã lên tới gần 100 người. Tổng cộng đã có 27 người thiệt mạng, trong đó có một người tử vong tại bệnh viện sau khi đưa ra khỏi đám cháy. Còn những trường hợp được tìm thấy hiện trường gồm có 17 công dân Thái Lan, một công dân Nepal, một công dân Malaysia và một trường hợp ghi nhận là công dân Trung Quốc. Hiện nhà chức trách vẫn chưa xác định được quốc tịch của 6 trường hợp còn lại. Tuy nhiên trước đó, vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 30 tháng 12, Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại tỉnh Pattambang, phụ trách địa bàn các tỉnh khu vực phía tây bắc Campuchia, dẫn thông tin từ tỉnh trưởng cho biết không có người Việt Nam nào tử vong trong vụ hỏa hoạn này. Theo nhà chức trách, nguyên nhân ban đầu gây hỏa hoạn được ghi nhận là do chập điện và cháy lan. Tối ngày 31 tháng 12, một biển người đã đổ về phố đi bộ Nguyễn Huệ, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh để tham gia đêm đại nhạc hội cao đao chào đón năm mới năm 2023. Càng về tối, lượng người đổ về càng đông khiến nơi đây quá tải. Theo ghi nhận, có khoảng 10 trường hợp bạn trẻ ngất xỉu do chen lấn giữa đám đông. May mắn, tất cả các trường hợp này đều được nhân viên y tế sơ cứu kịp thời. Đại diện trung tâm cấp cứu 115 cho biết, trung tâm đã điều nhiều xe cấp cứu đến phố đi bộ Nguyễn Huệ để hỗ trợ y tế. Tuy nhiên, chỉ có một vài trường hợp bị ngất do thiếu oxy. Những người này đã được các nhân viên y tế sơ cứu, chuyển nước. Sau một thời gian ngắn nghỉ ngơi đã tỉnh lại, hiện không ghi nhận ca nào phải nhập viện điều trị. Trung tâm có 7 xe cấp cứu với 28 nhân viên y tế, bác sĩ đang túc trực tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, đồng thời phối hợp với các bệnh viện lân cận để hỗ trợ kịp thời. Mới đây, Công an Hà Nội cho biết đã tạm giữ Võ Thành Lợi, sinh năm 1991, trú tại thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, để làm rõ về hành vi chống người thi hành công vụ. Trước đó khoảng 22 giờ 10 phút ngày 25 tháng 12, tổ cảnh sát Y11-141 làm nhiệm vụ tại ngã tư đường Vũ Trọng Khánh, Trần Phú thì phát hiện tài xế Lợi đi xe máy có biểu hiện sử dụng rượu bia nên yêu cầu dừng xe. Khi vào khu vực kiểm tra, Lợi không xuất trình giấy tờ và gây ồn ào trong khu vực chốt. Sau đó nam tài xế xuất trình bằng lái, căn cước công dân và liên tục nói: "Cho tôi xin cái tên, tôi sai rồi. Các anh muốn làm gì thì làm." Không dừng lại ở đó,
Người này liên tiếp có lời lẽ xúc phạm, hung hành thách thức. Tôi đang cần gãy bớt xương đi, ông đấm tôi đi. Sau đó, Lợi đẩy một cảnh sát ngã ngửa xuống vỉa hè. Cảnh sát đã khống chế bắt giữ Lợi. Qua kiểm tra, nồng độ cồn của nam tài xế là 0,798mg trên một khí thở, gấp 1,97 lần mức kịch khủng. Liên quan đến vụ việc hai vợ chồng giáo viên bị sát hại ở Bắc Ninh, tại cơ quan điều tra, nghi phạm Vũ Đăng Mạnh, 23 tuổi, trú xã Mão Điền, huyện Thuận Thành, đã có những lời khai bất ngờ. Theo đó, Mạnh khai nhận bản thân và một cô gái cùng xã có quan hệ tình cảm, nhưng gia đình chị này không đồng ý. Đến tháng 9 năm 2022, Vũ Đăng Mạnh phát hiện người yêu chuẩn bị kết hôn với con trai của vợ chồng giáo viên. Từ đó, Mạnh đã nảy sinh ý định sát hại cặp vợ chồng này để ngăn cản đám cưới giữa con trai và cô gái kia. Cũng liên quan đến vụ việc, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh nhấn mạnh đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, gây hoang mang trong dư luận xã hội. Do vậy, các đơn vị gồm Phòng Cảnh sát Hình sự Công an huyện Thuận Thành, Phòng Kỹ thuật Hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh và Phòng 2 Viện Kiểm soát Nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã được thưởng nóng mỗi đơn vị 20 triệu đồng vì thành tích xuất sắc trong điều tra vụ án trên. Sáng ngày 31 tháng 12, người dân đi thu hoạch cây tràm ở công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp La Ngà, xã Thanh Sơn, huyện Định Quán, Đồng Nai, bất ngờ thấy một con voi rừng ngả lệch. Theo đoạn clip được đăng tải, con voi có một ngà chỉ thiên, một ngà chỉ địa. Khá hung dữ, nhưng nó chỉ đi tìm kiếm thức ăn trong khoảng 30 phút rồi trở lại rừng, không phá hoại tài sản, hoa màu của người dân. Người dân địa phương cho rằng, việc voi ngà lệch bất ngờ xuất hiện ở vườn tràm là điều rất lạ, bởi chúng thường đi kiếm thức ăn tại các khu vực có chuối, xoài, mía, bưởi. Cũng liên quan đến voi, Ủy ban Nhân dân xã Thanh Sơn cho biết từ năm 2020 đến nay đã có ít nhất 259 lần voi rừng xuất hiện tại dãy của người dân, phá hoại hàng trăm hecta hoa màu, hàng chục căn nhà chòi canh. Ngày 30 tháng 12, các cơ quan chức năng huyện Định Quán đã tổ chức chi tiền hỗ trợ cho 168 hộ dân tại các ấp 4, 5, 7 và 8 xã Thanh Sơn bị thiệt hại tài sản do voi rừng gây ra với tổng số tiền gần 2 tỷ đồng. Vừa qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng cho biết sau Tết Nguyên đán năm 2023, dự kiến ngày 10 tháng 2 năm 2023, nhằm 20 tháng Giêng năm Quý Mão, sẽ tiến hành khởi công thi công dự án đầu tư nâng cấp mở rộng đèo Pren nhằm tạo thuận lợi cho các phương tiện di chuyển ra vào thành phố Đà Lạt. Theo đó, tuyến đường được nâng cấp có chiều dài 7,36 km, thiết kế với quy mô đường cấp 3 miền núi, tốc độ thiết kế 40 km/h. Như vậy, sau khi được mở rộng, tuyến đường đèo Pren sẽ rộng gấp đôi so với hiện nay. Dự án do Ban Quản lý Dự án Giao thông tỉnh Lâm Đồng làm chủ đầu tư, với tổng mức đầu tư hơn 552 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách tỉnh. Trong thời gian thi công, dự kiến khoảng 12 tháng, các phương tiện ngoài lưu thông theo đường đèo Mimosa có thể di chuyển lên xuống thành phố Đà Lạt qua đường vòng khu du lịch quốc gia Hồ Tuyền Lâm, có đoạn đầu nằm tại khu vực cuối đường cao tốc Liên Khương Pren. Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai cho biết, di tích khảo cổ Dọc Từng, Gò Đá, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai đã được Thủ tướng Chính phủ quyết định xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt. Di tích này được các nhà khảo cổ học trong và ngoài nước phát hiện, nghiên cứu từ giữa tháng 6 năm 2014. Tại đây, phát hiện hàng nghìn hiện vật đá, công cụ cổ xưa của nhân loại như ghè, mũi nhọn tam diện, nạo cắt, mảnh tước, mảnh cuội. Đáng chú ý, với phát hiện kỹ nghệ đá cũ, An Khê đã làm thay đổi nhận thức về lịch sử vùng đất và đời sống của tổ tiên chúng ta. Lâu nay, các chuyên gia cho rằng, người sơ kỳ đá cũ chỉ chế tác công cụ đá khi cực kỳ cần thiết, nhưng thực tế lại có rất nhiều loại. Đặc biệt, chúng ta càng có thêm cơ sở kéo dài hơn lịch sử Việt Nam về phía trước. Và như vậy, vùng thượng lưu sông Ba ở Gia Lai đã được ghi dấu vào bản đồ thế giới là một trong những nơi lưu giữ dấu tích văn hóa của tổ tiên loài người, người đứng thẳng Homo erectus. Mới đây, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai cho hay vừa kiến nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường vào cuộc điều tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường tại dự án xây dựng sân bay Long Thành. Cơ quan này cho rằng các dự án đang thực hiện tại khu vực sân bay Long Thành đã ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe và sinh hoạt của người dân xung quanh. Đáng chú ý, từ tháng 4 đến tháng 10 năm 2022, kết quả quan trắc không khí định kỳ khu vực xung quanh sân bay Long Thành đã phát hiện ô nhiễm bụi bay vượt quy chuẩn quy định từ 1,02 đến 18,32 lần. Ngoài ra, dự án thu hồi bồi thường hỗ trợ tái định cư sân bay Long Thành hiện vẫn chưa hoàn thành hạng mục bảo vệ môi trường dù hàng trăm hộ dân đã vào sinh sống. Để kiểm soát hiệu quả tình trạng ô nhiễm, Sở đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức kiểm tra và chấp hành quy định pháp luật về bảo vệ môi trường đối với hai dự án trên. Những tin tức vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin trưa hôm nay. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.